Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Các người cũng quá đáng quá đi. Lấy một đống hàng hóa giả ra lừa ta thì thôi đi, bây giờ ngay cả lời mình nói cũng không nhận, nói là đền 10 đâu. Giả một đền 10, già trẻ không hiếp. Đồ trong cửa hàng đều để người đập hết rồi, thật sự không còn đồ cho người nữa. Hết rồi, trong cái hộp đó là gì? Cái đó. Đó là bảo vật trấn tiệm của cửa hàng, là vật không bán. Để ta xem thử. Vị khách qua này, không được. Vật không bán, vậy có nghĩa là đồ tốt. Khách quan, giơ cao đánh khẽ. Thứ quỷ này là... Đây chẳng phải là trang bị giáp mà lúc trước ta thay sao? Sao trở thành bảo vật trấn tiệm rồi? Bắt lấy cho ta. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Được lắm, thì ra là tiểu tử ngươi, không ngờ tự tìm đến rồi. Thiếu Đông gia, là ngươi, kkk. Hôm nay bổn công tử phế ngươi, xem ngươi làm sao cướp đàn bà với bổn công tử. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể ở bên cạnh nhìn bổn công tử và nhiên nhiên mây mưa, kkk. Đồ khốn, ngươi muốn làm gì? Đừng lo, cắt chim ngươi, đồ cắt xuống sau khi ta xử lý xong, sẽ đưa về cho ngươi lưu niệm. Đáng chết, ngươi biến thái à? Tránh xa lão tử ra một chút. Thiếu Đông gia, người có sao không? Ôi trời, ta cũng không dùng sức mà. Chẳng lẽ là phương thức lừa đảo mới? Bên đoạn bảo các hình như phát ra tiếng vang lớn thì phải. Hả, có không? Mặc kệ, tam thập lục kế, chuồn. Khoan. Đập cửa hàng của ta còn đả thương Hằng Nhi, ngươi còn muốn đi đâu? Khí thế đáng sợ quá, đây là ai? Trưởng lão. Lại là tên Trương Vũ Hàng này, ỷ gia nghiệp lớn làm sằng làm bậy thì thôi đi. Vậy mà còn dám có ý với đại sư tỷ. Ai bảo hắn có người cha cấp đại tông sư, không chọc nổi, không chọc nổi. Chờ đã, hắn là trưởng lão Trương gia. Nếu cha của Trương Vũ Hàng là đại tông sư, vậy trưởng lão nhà họ chẳng phải là địa tiên. Hạo Thiên Vận Viêm Trưởng. Chờ đã, có gì từ từ nói. Sao không đau chút nào? Chẳng lẽ là vì mặt lạ này, sức phòng ngự cao vậy sao? Có thể đỡ một đòn của lão phu mà không chút thương tổn nào. Dùng pháp bảo đón một chưởng của lão phu sao? Hôm nay lão phu muốn xem thử ngươi đón được mấy chiêu. Vận viên thôi tinh chảo. Tiếp chiêu. Nghe, nghe người nói chuyện. Trong chính thiên minh cấm tư đấu. Ngươi phải bảo vệ tốt ta, nếu ta chết tiền nợ ngươi không ai trả nữa. Ngươi còn ôm bừa ta tăng gấp đôi lãi đấy. Ừ. Chuyện này là sao? Sao ngươi lại chọc phải trưởng lão Trương gia? Còn không phải nhà họ bán toàn hàng giả, nói là giả một đền 10 mà không nhận.
tính ra thì ít nhất chém ta mấy trăm vạn linh thạch, sau đó họ đã động thủ giết ta. Mấy trăm vạn linh thạch. Vị lão tiền bối này, giả sử lời hắn nói là thật, vậy theo quy tắc của các ngươi, ta khuyên người mau chóng đem linh thạch cần đền đưa cho ta, không là vị học đệ Tần Thọ này. Các ngươi thật sự muốn đối địch với Trương gia ta sao? Đừng quên ai ở sau lưng ủng hộ chính thiên minh. Vì hơn trăm vạn linh thạch, đắc tội Trương gia thì sao? Cho dù dùng sức mạnh của chính thiên lệnh cũng không tiếc. Ta không có ý phá hoại quan hệ hai bên, chỉ mong Trương gia tuân thủ quy tắc của mình. Đại sư tỷ, lời tỷ nói ra trái ngược với lời trong lòng rồi. Đại sư tỷ này cũng không đáng tin, có cách gì tốt không? Thiếu gia Trương gia này rơi xuống rồi, bên cạnh còn có giấy viết. Chiêu thức của trưởng lão Trương gia này tàn độc, không thể tùy tiện hành động. Cô ấy có thể đỡ được vận viêm thôi tinh chảo của ta, không thể xem thường. Ê, lão già, nhìn bên này. Giấy nợ ta đã bảo thiếu chủ các người viết xong rồi. Lần sau phải chuẩn bị xong 300 vạn linh thạch nha. Giấy nợ, Trương gia Trương Vũ Hàng nợ Tần Thọ, tổng cộng 300 vạn linh thạch, có hiệu lực từ hôm nay, Trương Vũ Hàng, Tần Thọ. Cái gì? Bye bye. Ta liều mạng đến giúp cậu, lấy được linh thạch nhớ chia 37. Cô muốn 3 phần, là ta 7 phần. Trưởng lão, cứ như vậy để họ đi sao? Mang Hàng Nhi về phủ chữa trị trước đi. Đồ của Trương gia ta, không phải ai cũng có mạng lấy. Để tiểu tử này trở thành dung khí hồi sinh lão tổ tông đi. Tiểu Thọ tử, Tần Thọ, lấy giúp ta miếng xà bông. Được, đại sư tỷ. Nhưng tại sao tỷ phải còng ta với tỷ chung với nhau? Đừng lớn tiếng kêu gào, còn nữa xoay đầu qua. Bây giờ ngươi không phải ngươi, là 300 vạn linh thạch, ta làm vậy đều là vì bảo vệ an toàn cho ngươi. Hừ, nói đến cùng còn không phải thèm linh thạch của ta, cô hạ tiện. Có 300 vạn linh thạch này thì có thể tạm thời ổn định tình hình chính thiên minh, chỉ mong sư tôn có thể mau chóng xuất quan. Cho nên trước đại thí, ngươi không được phép rời khỏi tầm mắt của ta. Biết rồi, biết rồi. Quả nhiên với tu vi kim đan kỳ của ta, muốn thoát khỏi chính thiên minh vẫn hơi khó khăn. Và lại chạy một cách hiên ngang như vậy, bị Trì Hiểu Hiểu phát hiện, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Đúng rồi. Mặt là này chỉ là đạo cụ giác ta dùng trong thời kỳ khai hoang, nhưng lại có chức năng chặn linh khí. Nhưng tại sao nó có năng lực ngăn cản tấn công của địa tiên? Chẳng lẽ là người của Trương gia đem thứ giác này cường hóa đến đầy cấp? Tiểu Thọ tử, thêm nước nóng cho ta. Hệ thống, ngươi có chức năng quét không? Xem thử đạo cụ này có khác biệt thuộc tính với cái lúc đó ta dùng không? Ngại quá tạp ngư ký chủ, hệ thống tạm thời chưa mở khóa chức năng. Hệ thống, ngươi sao không có năng lực gì cả? Ta cần ngươi làm mẹ gì? Còn không phải ngươi xuyên không qua phức hợp quá lớn mới khiến cho hệ thống mất số liệu. Vậy thì thật là ngại quá. Có thể để ta xuyên về để ngươi hồi phục lại như ban đầu không? Tạp ngư ký chủ định bỏ nửa đường sao? Nếu đã chấp nhận món quà xuyên không thì phải phụ trách cho ta. Phụ trách? Trong thế giới thần quỷ yêu ma hoành hành này, ngươi bảo một tu sĩ kim đan kỳ nhỏ bé như ta có thể làm gì? Thật ta tu vi của ngươi cũng không phải không thể nâng cấp. Ta biết ngay ngươi chắc chắn còn giấu, bây giờ bảo ngươi giúp ta tu hành. Đồ khốn, phương thức tấn thăng mà ta nói không ở trên người ta, định lột ta sao, còn nữa đừng sờ vào bên trong nữa, phê muốn chết.
Phương thức tấn thăng mà ta nói là tìm lại số liệu game bị mất của ngươi. Ồ, làm sao tìm lại? Số liệu trò chơi của ngươi bây giờ trải ở các góc trong cả đại lục. Mấy số liệu này chắc chắn sẽ vứt ở nơi ngươi từng chơi qua. Cũng có nghĩa là muốn thu thập số liệu biến mạnh thì ngươi phải một lần nữa thông qua trò chơi chân thật này. Nói cho cùng chẳng phải là bảo ta chơi lại trò chơi này sao? Vậy thì đơn giản, thế giới này còn chưa có trò chơi mà Sở Thăng ta không qua được. Ha 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 ha. Nói hay lắm, nhưng cũng phải nhớ kiếm thêm linh thạch cho ta tu sửa hệ thống nha. Ngươi đang tự lẩm bẩm gì đó, mau thêm nước nóng cho ta. Được, thêm ngay. Đúng rồi, lúc trước nhiệm vụ và vào mặt lão tổ của ta chẳng phải hoàn thành rồi sao, phần thưởng nhiệm vụ đâu? Ta nói là bảo ngươi vào mặt lão tổ, không phải bảo ngươi đánh mặt trưởng lão nha. Ừm, ngươi có ý gì? Bao nhiêu năm rồi, mấy tên nhóc này cuối cùng cũng tìm được dung khí thích hợp cho ta rồi. Tiểu quỷ, chuẩn bị hiến cơ thể của mình chưa? Trương Phủ, nghe nói trong chính thiên minh có một tiểu tử đánh hàng nhi bị thương rồi. Đúng vậy, gia chủ đại nhân. Bị người ngoài ăn hiếp lên đầu, đại trưởng lão ngươi lại không hỏi han gì mà về rồi. Gia chủ bớt giận. Ta không ra tay là vì tiểu tử đó lấy đi mặt lạ thánh linh chứa linh hồn của lão tổ tông. Đúng lúc có thể để lão tổ tông đoạt xá hắn, trong đại thí có lợi cho Trương gia ta hơn. Thì ra là vậy. Cha cũng đã lâu rồi không hành thành với cơ thể, chắc là muốn mượn cơ thể của tiểu tử đó ra chơi. Đúng lúc mượn chuyện này để Hàng Nhi nhìn rõ hiện thực, sắp xếp chắc nhà cùng phòng với nó tiến hành chữa trị đi. Gia chủ đại nhân, ngươi thật sự nghĩ rõ muốn hợp tác với luồng thế lực đó sao? Chỉ hiểu hiểu còn đang bế quan, bây giờ đang là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Rõ, ta đi sắp xếp. Tiếp theo, chỉ cần chờ vị đó đoạt xá thành công, tọa trấn chi huy là được. Dù sao thì, đó là cha của lão phu, đệ nhất thiên tài trong lịch sử từ trước đến nay của Trương gia, Trương Vũ ca. Lũ nhóc, giờ ta để các ngươi xem thử cái gì gọi là hắc thủ. Có cao thủ, 300 vạn tần thọ mau trốn ra sau lưng ta. Ta cũng muốn, cô mau mở còng tay cho ta đi. Các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Trác hồn hắc diệm. Hừ a, là tấn công trực tiếp, tấn công linh hồn. Đại sư tỷ tỷ đánh bại hắn trước mới ngất à. Còn ngươi, có dám so tài với hắc diệm của ta không? Không dám phải không? Vậy thì ngoan ngoãn bị đốt sạch linh hồn, trở thành cơ thể của Trương Vũ ca ta đi. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Boom.